Sáng nay ngày 6 tháng 6, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam tại Thanh Hóa và lễ phát động chương trình đăng ký hiến mô tạng. Chi hội Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam tại Thanh Hóa có 37 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Mục tiêu của chi hội là tuyên truyền, vận động cộng đồng về ý nghĩa của hoạt động hiến mô Bộ phận Cơ thể Người, vận động người nhà bệnh nhân thực hiện ý nguyện hiến mô tạng của người thân khi chẩn đoán chết não, phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong việc tổ chức đăng ký hiến và điều phối ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định. Việc thành lập Chi hội Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam tại Thanh Hóa đã đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động tư vấn vận động hiến mô tạng trên địa bàn, góp phần xây dựng và mở rộng mạng lưới hiến tạng trên toàn quốc, giúp cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được cứu sống. Chi hội Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người tại Thanh Hóa đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và người dân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hãy tham gia đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Tại lễ phát động, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế và các đại biểu đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi chết não. Hiện nay tại Việt Nam và Thanh Hóa, số người chờ ghép tạng đang không ngừng tăng. Tuy nhiên, nguồn mô tạng hiến tặng chủ yếu từ người hiến sống, nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế. Trong số 21 ca ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian qua, chỉ có 2 ca được ghép từ người cho chết não.